Lớp mình thế nó có bao nhiêu bạn nhỉ? Tức là hôm nay là cái đối tượng học của mình là chủ yếu là nội trú hay là gì nhỉ? Có bạn nào nói chung nhỉ? À, rồi. Nội trú mới chúng ta là cao 27. Thế như vậy là cái này là có nối các nơi mà chị cả chị dạng đây có nối à? Ở trung tâm nào em nhỉ? Đây à, chứ à, chứ không phải là ở là đồng thời là mình tổ chức mấy nơi. Nếu cũng như lần trước à, thế thì hôm nay theo phân công thì tôi hướng dẫn cho các anh chị cái bài về viêm nội tâm mạch nhiễm khuẩn. Thì cái bài này nó cũng bao gồm là những các cái kiến thức của tim mạch, nhưng mà nó cũng có rất nhiều các cái kiến thức của nội khoa, nhất là việc mà mình sử dụng các cái kháng sinh để mà điều trị viêm nội tâm mạch nhiễm khuẩn. Thì cái bài này nó cũng cơ bản thôi, nó cũng có rất ít những cái thay đổi. Cái khuyến cáo của nó gần đây là năm 2015, thì cũng điểm qua lại các cái nét mà chúng ta cũng đã học về cái bài này. Thì trong cái chương trình mà đào tạo đại học nói chung, thì đây là một trong những cái bài mà chúng ta cũng được biết, được đọc, được tuy là không phải giảng trong chương trình chính thức, nhưng mà nó cũng là một trong các cái bệnh hay gặp, mà cái bệnh nặng, bệnh của nhiều chuyên khoa, cho nên là cũng đã được giảng, cũng đã được yêu cầu là tự đọc trong các cái chương trình đại học. Thì tôi cũng nhắc lại một phần các cái nội dung mà trước đây các anh chị em ta cũng đã nắm được. Về đại cương thì viêm nội tâm mạc nhiễm khuẩn là cái tình trạng viêm có loét và sùi tại nội tâm mạc. Thì nội tâm mạc này có thể là nội tâm mạc của tim, của buồng tim, hoặc là nội tâm mạc của mạch máu. Nội tâm mạc của buồng tim thì là ở các cái van tim, thì các anh chị em mình biết rồi. Nó có thể là các cái vi khuẩn, nó có thể làm tổ tạo thành các cái nốt sùi, rồi các nốt sùi này nó bong đi thì tạo nên các vết loét. Thế còn ở các cái nội mạc, trong trong các cái nội mạc của buồng tim, thì đôi khi nó cũng có những cái hiện tượng là các cái nội mạc ở gần các cái lỗ thông liên thất chẳng hạn, hoặc các cái nội mạc của mạch máu thì là các cái nội mạc của cái ống động mạch đấy, thì là cái tình trạng viêm có loét và sùi tại cái nội nội tâm mạc, cái nội mạc, nội tâm mạc và nội mạc của mạch máu. Thì cái tình trạng viêm loét sùi này có thể nó thường xảy ra, nhưng mà không phải là lúc nào cũng bắt buộc phải xảy ra, nhưng nó hay thường hay gặp ở trên những các cái quả tim đã có các cái bệnh lý từ trước đấy. Thế thì người ta có thấy là có những cái phản ứng miễn dịch nữa, tức là những kháng thể đặc hiệu ở trong huyết thanh, rồi có những phản ứng kháng nguyên kháng thể, rồi kết tụ các tiểu cầu, có cái viêm ở các cái nội tâm mạc và biểu hiện ở các cơ quan khác, nhưng mà da là khớp là thận, thì không phải là bị nhiễm trùng tại các cơ quan da khớp và thận, mà đó là những cái phản ứng miễn dịch dị ứng và nó gây nên các cái biểu hiện như vậy. Về nguyên nhân thì phần lớn là do vi khuẩn, vì ngoài ra còn có các cái nấm, rồi các cái loại vi trùng khác, nhưng mà phần lớn là do vi khuẩn. Và đa số các trường hợp vi khuẩn gây bệnh là liên cầu khuẩn đấy, liên cầu khuẩn. Và liên cầu khuẩn thì người ta chia chia theo mức cái độ tan huyết và theo các nhóm A, B, C, CG và nhạy cảm với penicillin, và các cái nhóm mà H, K, N thì nó không nhạy cảm, rất nhạy cảm với penicillin, và nó đòi hỏi các cái liều lượng penicillin rất là cao. Và ngoài cách liên cầu khuẩn thì có cái liên cầu khuẩn, đặc biệt là phiên liên cầu khuẩn Streptococcus faecalis, hay gọi là liên cầu khuẩn D, thì cái liên cầu khuẩn này nó ít nhạy cảm với penicillin liều thông dụng. Có trong một cái nghiên cứu của tôi về những cái trường hợp viêm nội tâm mạc nhiễm khuẩn ở những người tiêm xích ma túy, thì lại chủ yếu là những cái bệnh nhân mà cũng liên cầu, nhưng mà liên cầu nhóm D, thì nó điều trị nó rất là khó khăn. Ngoài cái vi khuẩn thì có liên cầu thì có các cái tác nhân gây bệnh khác, như là cái tụ cầu khuẩn. Tụ cầu khuẩn này thì nó sẽ hay gặp ở những trường hợp nạo phá thai này, rồi những cái trường hợp mà có tiêm chích ma túy và có gây tổn thương ở gan ba lá này, rồi những tác nhân gây bệnh khác nữa là có não mô cầu, phế cầu, lậu cầu cũng có thể gặp, rồi đặc biệt là trực khuẩn mù xanh đấy.
rồi trực khuẩn Salmonella, Brucella, rồi nhóm vi khuẩn Hasek, tức là những cái nhóm vi khuẩn đây là Haemophilus parainfluenza, rồi Actinobacillus, Actinomyces, Zetemcomitan, vân vân. Tại sao mà mình phải nhắc đến các cái loại vi khuẩn này? Vì nó sẽ có trong các cái tiêu chuẩn để chẩn đoán bệnh. Thế và một cái loại tác nhân gây bệnh nữa đó là nấm, và thường gặp là các cái loại Candida albicans. Và nó cái bệnh lý này, các cái trường hợp nhiễm nấm này là do cái cơ thể bị giảm miễn dịch hoặc là điều trị kháng sinh quá dài, tiên lượng của nó rất là xấu. Về đường vào của vi khuẩn, đấy là những cái vi khuẩn gây bệnh, nhưng mà nếu không có đường vào thì vi khuẩn cũng rất là khó để có thể gây bệnh được. Thế thì cái đường vào của vi khuẩn nó bao gồm rất là nhiều cái đường vào, nhưng mà cái đường vào hay gặp nhất mà chúng ta lại có thể phòng bệnh được đó là các cái nhiễm khuẩn về răng miệng, rồi sau đó là nhiễm khuẩn qua da, có thể là các cái mủ hoặc là các cái nhọt đấy. Các cái thủ thuật đặt cateter rồi đường truyền tĩnh mạch nhân tạo thận tạo vân vân, thì cái đường này là hay gặp tụ cầu, nhiễm khuẩn tiêu hóa, nhiễm khuẩn tiết niệu sau phẫu thuật hệ tiết niệu rồi sỏi bàng quang, thì cái này hay gặp liên cầu nhóm D. Và đến 62% là viêm nội tâm mạc nhiễm khuẩn thì người ta lại không rõ đường vào. Tuy những cái 62% không rõ đường vào, nhưng chúng ta đứng trước một bệnh nhân mà nghi viêm nội tâm mạc nhiễm khuẩn, các anh vẫn phải tìm cái đường vào. Bởi vì nếu chúng ta không điều trị cái đường vào thì nhiều khi là nó không dứt được bệnh, có thể điều trị kháng sinh thì nó hết sốt đi, xong rồi thời gian lại sốt lại. Đấy thì các anh chị em phải rất là lưu ý. Đấy, đặc biệt là những cái trường hợp mà nặng phá thai chui đấy, thì chúng ta cũng không biết là cái ổ nhiễm khuẩn nào đó nó cứ thế là nó phát ra. Hoặc những cái trường hợp hóc xương, hóc xương cũng có thể gây viêm nội tâm mạc nhiễm khuẩn mà rất dai dẳng, điều trị nó không khỏi được. Nhiều khi là chúng ta trong một cái bài giảng thì các anh chị em thấy là có thế thôi mà không để ý đến, nhưng khi chúng ta gặp ở trên thực tiễn, nếu mà chúng ta không nhớ bài thì đôi khi là cứ loanh quanh luẩn quẩn điều trị mãi chả đỡ gì cả. Đấy thì các em lưu ý là mình vẫn phải tìm cái đường vào của vi khuẩn. Đấy. Cái thứ ba trong cái nguyên nhân mà tôi muốn nhắc đến là cái vai trò của bệnh tim có trước. Đấy, trước một bệnh nhân mà có sốt, thế rồi là có những các cái thủ thuật liên quan đến cái việc mà vi khuẩn có thể tìm đường vào, thế và đặc biệt là lại có bệnh tim có trước, thì chúng ta nhiều khả năng là chúng ta phải nghĩ đến là có viêm nội tâm mạc nhiễm khuẩn hay không, cái bộ ba đó. Thế thì ví dụ như là tiền sử bệnh nhân có bệnh thấp tim, hoặc là hiện tại bây giờ đã có bệnh van tim do thấp đấy, rồi có các cái tim bẩm sinh có nguy cơ cao như là các loại còn ống động mạch này, thông liên thất này, van động mạch chủ hai lá này, hẹp van động mạch phổi này, tứ chứng pha lô này, hẹp dưới van động mạch chủ này, hẹp eo động mạch chủ. Đấy là những cái bệnh mà chúng ta sẽ rất là hay gặp là có cái viêm nội tâm mạc nhiễm khuẩn. Thế còn những cái trường hợp như là thông liên nhĩ chẳng hạn, hoặc là hở xa van hai lá mà hở nhẹ chẳng hạn, thì những cái đó nó lại không có thể là bệnh nguy cơ gần như là không. Không phải là cái bệnh mà có thể là xảy ra cái viêm nội tâm mạc nhiễm khuẩn. Lý do là bởi vì là các cái loại bệnh mà nó gây ra những các cái dòng xoáy rất là mạnh, ví dụ như là thông liên thất, đấy, ống động mạch, cái dòng chảy rối, dòng xoáy rất là mạnh, hoặc các cái hẹp van động mạch chủ thì nó có thể gây ra những dòng xoáy rất là mạnh, hoặc hở van hai lá nhé. Cái hẹp van hai lá thì hầu như nếu không kèm hở thì cũng ít khi là gây ra viêm nội tâm mạc nhiễm khuẩn. Là các chính những cái dòng xoáy đó, chẳng hạn như dòng xoáy trong hở van hai lá, nó có thể có các cái tổn thương té ở nhĩ trái đấy, thì các cái dòng xoáy đó nó sẽ làm cho vỡ nứt các cái nội mạc đấy, các cái nội mạc. Thì nếu mà cái nội mạc nó trơn nhẵn, nó bóng láng đi, nó chắc chắn như vậy thì vi khuẩn nó không có chỗ để trú chân. Các cái động tác chúng ta đánh răng hàng ngày chẳng hạn đấy, thì nó cũng có thể có những cái vi khuẩn nó đi vào máu. Nhưng nếu mà cái quả tim của mình nó lành lặn ấy thì nó chỉ là tình trạng vãng khuẩn huyết thôi, nó đi qua. Thế và có cái hệ thống bảo vệ ở trong cơ thể nó sẽ làm triệt tiêu cái tác nhân gây bệnh đó. Nhưng mà chẳng hạn nếu nó có những cái nốt nứt hoặc là vỡ của niêm mạc thì nó sẽ tụ ở đấy. Và cái môi trường máu đó nó là một cái canh thang tuyệt vời cho vi khuẩn luôn. Nó sẽ phát triển rất là nhanh và nó tạo những cái nốt sùi đấy. Rồi nó gây ra loét. Đấy. Thế là lý do tại làm sao mà chúng ta sẽ rất là khó nhớ khi thấy là ôi bệnh A, bệnh B, bệnh C, nhưng mà
thường là những cái bệnh mà nó có những các cái tổn thương té, những tổn thương xoáy, những cái dòng máu bất thường nó gây ra nứt vỡ các cái nội mạc, thì nó mới có thể là cái chỗ bám của vi khuẩn. Nó là những các cái bệnh vai trò của bệnh tim của trước là như vậy. Đó, thế là cái phần nguyên nhân, các em cũng dễ hiểu dễ nhớ nhá. Thế còn cái giải phẫu bệnh lý sinh lý bệnh thì thứ nhất là cái nốt sùi. Đấy, tổn thương ở nội tâm mạc là nốt sùi, thì cái nốt sùi này có thể tách rời theo dòng máu và đến các cơ quan để gây ra tắc mạch, và nó để lại một vết lết nhỏ ở van, thường là lết nông hoặc là sâu, thì nó có thể gây ra thủng van hoặc là đứt dây chằng cột cơ hoặc là thủng vách liên thất. Đấy, thì những cái này nó sẽ dẫn đến các dấu hiệu của lâm sàng, chẳng hạn như một bệnh nhân đấy mà chúng ta thấy là đột nhiên là thấy là đau đầu dữ dội hoặc là liệt đấy, thì chúng ta phải nghĩ là có thể cái tắc mạch nhiễm trùng đó. Đôi khi chính những cái tai biến mạch não đó, bệnh nhân vào viện đấy là cái tai biến mạch não đấy là do cái cục sùi đó nó bắn lên não. Thế và được ngày hôm nay chúng ta nghe tim thì tiếng thổi rất là nhẹ chẳng hạn, ngày hôm sau chúng ta nghe tim thì thấy tiếng thổi ào ào, bệnh nhân lại suy tim rõ rệt. Đấy là cái vết loét nó đã để lại trên van, nó thủng van và gây hở van hay là cấp, thì những cái trường hợp đấy, hoặc là hở van động mạch chủ cấp, thì những trường hợp đấy là những trường hợp mà những các cái đối tượng cần phải là xem xét để chỉ định phẫu thuật. Đấy, thế thì đấy là cái đầu đề của cái slide này, là liên quan giữa cái giải phẫu bệnh và sinh lý bệnh, làm sao cho các em dễ nhớ và nó có cái giải phẫu nó sợ và sinh lý bệnh nó gắn luôn với lại lâm sàng, thì các em sẽ dễ nhớ các cái dấu hiệu, và đồng thời chúng tại sao chúng ta phải có các cái dấu hiệu đó để mà chúng ta sẽ còn tiên lượng cho người bệnh và ra quyết định điều trị. Đấy. Về tổ chức học thì trong cái sùi là có đám vi khuẩn và bên ngoài được bọc bởi một cái lớp fibrin và bạch cầu. Sùi này nó không có mạch máu, cái tổ chức của nó không có mạch máu, cho nên kháng sinh phải có đậm độ rất là cao và thời gian đủ dài mới có thể thấm sâu vào các cái ổ này để tiêu diệt vi khuẩn trong các cái ổ đó. Chính vì vậy cho nên là khi điều trị chúng ta phải có cái kháng sinh đường truyền tĩnh mạch và cái liều rất là cao, thời gian rất là kéo dài, từ 4 đến 6 tuần. Còn nếu không là vi khuẩn nó cứ như là một cái khu tự trị ở trong đó thôi, nó có fibrin bao bọc xung quanh rồi. Thế rồi là nó cứ thế là nó nhân lên thôi và nó cứ lấy các cái dinh dưỡng từ máu rất là dễ dàng để phát triển. Thì cái bệnh này nó là như vậy. Ngoài cái tổn thương mà cái nốt sùi đó là ở tại cái tổn thương ở tại nội mạc thì người ta có những các cái tổn thương khác như là viêm cơ tim, rồi viêm mao quản tiểu động mạch, rồi thâm nhiễm ngoại tâm mạc do viêm quanh mạch giải rác, rồi tổn thương ở ngoài tim thì có các cái động mạch có thể tắc đấy do cái viêm nội mạc lan tỏa, rồi viêm nội mạc mao mạch gây xuất huyết dưới da, nó sẽ tạo nên các cái hạt ốt le, rồi có các cái cục nghẽn mạch, thì gan và lách to, thì có thể gặp các cái ổ nhồi máu mới hoặc cũ cùng với tổn thương hệ thống liên võng nội mô. Như vậy chúng ta thấy một cái lách hơi to nhẹ thôi, cái lấp ló bờ sườn thôi, nhưng bệnh nhân hơi đau, có thể là do là cái phản ứng của cái hệ thống liên võng nội mô trong các nhiễm trùng huyết nói chung nó gây to, lách to, nhưng cũng có thể là do là có những cái nhồi máu lách, đôi khi có những nhồi máu thận, cho nên chúng ta phải tìm hồng cầu trong nước tiểu là như vậy, và còn đó cũng là một trong các cái tiêu chuẩn để chẩn đoán. Đấy, để viêm cầu thận. Thế thì ta xong các cái vấn đề về các cái giải phẫu bệnh, sinh lý bệnh có liên quan một số lâm sàng cũng nhắc đến, thì chúng ta sang triệu chứng lâm sàng. Triệu chứng lâm sàng thì giai đoạn khởi phát của nó thì thường bắt đầu bằng sốt. Bệnh nhân cứ sốt mà không rõ nguyên nhân gì cả. Thì trước một bệnh nhân có sốt, cái triệu chứng sốt này nó phổ biến đến cái mức mà người ta thấy rằng là trước một bệnh nhân tim có sốt không rõ nguyên nhân trên 8 ngày và có kèm theo suy nhược cơ thể, kém ăn thì phải nghĩ đến viêm nội tâm mạc nhiễm khuẩn và tiến hành ngay ba cái việc là tìm đường vào của vi khuẩn, xét nghiệm nước tiểu tìm hồng cầu và cấy máu nhiều lần để tìm vi khuẩn. Đấy, vì nó rất là hay gặp, mà khi mà đã gặp cái bệnh này thì nó lại rất là nặng. Và đồng thời đôi khi chúng ta lại cứ hay nhầm sang cái bệnh lý của nội khoa. Đó, nên là các em thấy đặc biệt ở trên lâm sàng mà các em lại nhìn thấy cái người bệnh lại xanh xao thiếu máu, chứ còn đôi khi cái sốt nó cũng không rõ đâu, vì cái nhiễm ngày trước còn gọi là viêm nội tâm mạc bán cấp mà, nhiễm khuẩn là vì thế, vì đôi khi người ta lại cứ uống một chút Ampicillin hoặc là
người ta nghĩ là đau răng, người ta uống một chút các cái thuốc thì bệnh nhân lại cũng cứ được dừng đi thôi, lại vẫn cứ đi làm, cho nên là nó kéo dài rất là lâu và nó có thể gây ra những cái thiếu máu ở khi xét nghiệm máu, đặc biệt là nếu hemoglobin chỉ có 2 con số ấy, chúng tôi thường cứ nhìn ngay vào hemoglobin xong lại xét nghiệm nước tiểu có hồng cầu. Đấy, những cái xét nghiệm rất thông thường thôi. Thế nhưng mà nó đòi hỏi chúng ta là sẽ gặp một bệnh nhân mà nhớ được cái bài này thì chúng ta nhớ mãi. Đó. Cứ có sốt kéo dài, trước bệnh nhân tim có sốt kéo dài không rõ nguyên nhân trên 8 ngày. Đấy. Và lại có các cái tiếng thổi ở tim, có bệnh lý về van tim hoặc có bệnh lý về tim bẩm sinh, đặc biệt lại có đau răng hoặc là vừa mới đi nhổ răng hoặc là lấy cao răng, nhưng mà lấy cao răng mà dưới đường viền lợi gây chảy máu nhiều ấy, thì cái loại đấy nó rất là dễ vào. Còn những cái cao răng mà nhỏ nhỏ mà phía trên đường viền lợi thì cũng chưa chắc là gây ra. Nhưng mà chúng ta thấy là nếu mà đã có những các cái yếu tố đó thì chúng ta phải nghĩ là có phải viêm nội tâm mạch nhiễm khuẩn hay không. Trước khi cấy máu thì không nên cho kháng sinh liều nhỏ vì dễ làm sai lạc chẩn đoán, và có trường hợp thì bệnh nhân khởi đầu bằng tai biến mạch não và tắc mạch tạng. Thế cho nên là khi có những cái người trẻ mà tai biến mạch não vào, lập tức chúng ta phải hỏi xem là có sốt không, là một. Tại vì những cái tai biến mạch não mà do bệnh van tim ấy, thì mà rung nhĩ các thứ, cục máu đông, nó không có biểu hiện của sốt đấy. Thứ hai là ít 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 khi có biểu hiện của sốt, chứ mà không có thì cũng có những trường hợp cũng có. Thế và thứ hai chúng ta phải xem luôn là nhìn cái niêm mạc mắt, niêm mạc lòng bàn tay các thứ, người suy kiệt thì chúng ta phải nghĩ đến là cái viêm nội tâm mạc nhiễm khuẩn hay không. Thế khi giai đoạn toàn phát thì cái sốt đã rất là rõ ràng rồi, và mức độ sốt và hình thái rất là thay đổi, cho nên chúng ta phải theo dõi nhiệt độ 3 giờ một lần để chúng ta phát hiện được cái cơn sốt, và chúng ta cấy máu trong lúc sốt thì cái tỷ lệ dương tính nó sẽ cao hơn. Nên đặc biệt là đôi khi các nhân viên ở phòng phòng vi sinh nói là chúng em lên cấy máu mà thấy các chị vẫn cứ treo cái lọ kháng sinh lủng lẳng ấy, thế thì không được, thì chúng ta phải 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 lùi cái thời hạn cấy máu xuống, dùng kháng sinh xuống để chúng ta lấy máu cho nó đủ cái số lượng và cái lần cấy máu để chúng ta cho được cái tỷ lệ dương tính cao hơn. Thế thì kèm theo sốt thì bệnh nhân thường xanh xao, kém ăn, nhức đầu, cơ thể bắt đầu suy nhược. Cái dấu hiệu xanh xao này rất là hay gặp mà rất là đặc hiệu luôn. Đấy. Thế vì vì bệnh nhân đã ốm kéo dài rồi, cũng có khi bệnh nhân kèm đau cơ, đau khớp, thì cái này nó là các cái biểu hiện của các cái phản ứng miễn dịch thôi. Thì biểu hiện ở tim trong giai đoạn tàn phát thì nếu mà một bệnh nhân tim có bị đã biết từ trước hẹp động mạch chủ hoặc là hở van hai lá vân hoặc là thông liên thất thì các tiếng tim ít khi thay đổi lắm, nhưng chúng ta cần phải nghe để ghi nhận lại xem là cái tiếng tim đấy nó ở cái thời điểm mà bệnh nhân đến với chúng ta nó như thế nào, rồi hàng ngày chúng ta sẽ nghe để xem nó có thay đổi gì không. Đặc biệt nếu mà tiếng thổi tâm thu nó mới xuất hiện hoặc là tiếng thổi tâm thu hôm trước còn nhẹ hôm nay rất là lớn đấy, kèm theo bệnh nhân có khó thở, hoặc đôi khi bệnh nhân lại tim nhanh lên rất nhiều mặc dù sốt đã giảm rồi mà sao tim lại nhanh như thế, hoặc là bệnh nhân không thể nằm được hoặc là cứ ho hẹ hẹ, chúng ta phải nghĩ ngay đến là liệu có thể là bị rách thủng van mà gây ra suy tim trái cấp hay không. Đó thì em xem. Và viêm nội tâm mạc nhiễm khuẩn thường không gây những biến đổi gì thêm cho các tổn thương ở tim nếu mà không có các cái biến chứng đó, đứt dây chằng hoặc là thủng lá van. Đấy. Thì chúng ta phải lưu ý nếu mà có những cái tiếng thổi đó, chúng ta phải nhìn xem có thủng van, có đứt dây chằng hay không. Ngoài những biểu hiện ở toàn thân rồi những biểu hiện ở trái tim thì chúng ta phải xem ở da và niêm mạc và các cái ngón tay xem có những cái xuất huyết dưới da và niêm mạc hay không, rồi có thể soi đáy mắt để xem có những các cái vết trắng nhạt xuất huyết ở đáy mắt hay không, rồi có móng tay khum và ngón tay dùi trống hay không, cũng có cả giá trị chẩn đoán, nhưng mà những cái này thường là phát hiện thường thường là giai đoạn muộn của bệnh. Rồi có chín mé giả là những cái nốt ở đầu mút của ngón tay đấy, màu đỏ tím ở giữa và có một chấm trắng đau nhiều và tồn tại trong một vài ngày rồi mất đi, không có để lại dấu vết gì. Còn cái dấu hiệu Runaway thì là những cái xuất huyết nhỏ lòng bàn tay hay gan bàn chân, rồi có lách to và không to nhiều và nó mất vé bờ sườn nhưng mà bệnh nhân cũng hơi đau một chút. Rồi có thể tắc nghẽn mạch, thể nhồi máu nội tạng có thể xảy ra ở gan, rồi ở ruột, ở lách, ở thận và nhất là ở não. Đấy, khi mà ở não thì bệnh nhân rất là nặng đấy, và có thể là ở ruột nữa thì bệnh nhân cũng rất là nặng.
đấy, có thể đi ngoài với máu hoặc là đau đau bụng đấy. Rồi tổn thương ở não thì liệt nửa người, nói ngọng hoặc là mất tiếng nói. Rồi có những người có thể mù mù đột ngột do tác động mạch trung tâm võng mạc. Rồi hiếm có những trường hợp là tác động mạch vành gây nhồi máu cơ tim hoặc là tác động mạch chi, thì chúng tôi cũng gặp là tác động mạch chi, có khi người ta phải dùng sông Forti người ta lấy ra. Thế là lâm sàng, sang cận lâm sàng thì chúng ta thấy cấy máu thì chẩn đoán là một cái mà là một cái cận lâm sàng để chẩn đoán xác định bệnh, và nếu mà phát hiện được vi khuẩn thì chúng ta sẽ thông qua kháng sinh đồ để điều trị. Và cấy máu nhiều lần trước khi cho kháng sinh và cấy máu khi bệnh nhân đang sốt lại nhắc lại thì khả năng dương tính cao hơn. Và trước khi cấy máu thì bệnh nhân dùng penicillin thì mình phải có một cái phối hợp với lại cái khoa vi sinh để chúng ta có những cái thông báo là chúng ta nghi theo cái hướng là cái con vi trùng gì, thế để cho người ta đi tìm. Và vi khuẩn mọc chậm cho nên là phải quan sát môi trường trong khoảng 2 tuần trước khi kết luận. Thế thì chúng tôi cũng đã thường phối hợp với lại các chị ở vi sinh. Các chị nói đây, cái bình của em đây, sáng nào đến bọn chị cũng phải mang ra. 14 ngày bọn chị làm thế này liên tục mà vẫn trong veo thì bọn chị mới được trả lời cho các em là âm tính. Đấy, thì chúng ta có những các cái phối hợp với phòng xét nghiệm. Tốc độ máu lắng thì cao, nhưng mà nếu mà bệnh nhân thiếu máu thì cái này nó cũng không có cái giá trị. Công thức máu thì số lượng hồng cầu giảm nhẹ, số lượng bạch cầu thì tăng vừa, nhất là bạch cầu đa nhân trung tính. Và xét nghiệm nước tiểu thì 70-80% trường hợp có đái máu vi thể, và xét nghiệm bằng cả Andis chứng đái ra hồng cầu này không phải liên tục nên là chúng ta phải làm xét nghiệm nhiều lần. Đấy, nó rất đơn giản thôi nhưng mà nó lại có giá trị để chẩn đoán và bệnh nhân có thể có protein niệm nếu có tổn thương cầu thận. Về siêu âm tim thì cũng giống như là cấy máu, thì siêu âm tim là để chẩn đoán xác định và để theo dõi điều trị. Thì người ta sẽ sử dụng siêu âm TM và siêu âm 2D qua thành ngực và qua thực quản để tìm sùi trên bề mặt các van tim, tìm các đứt các dây chằng cột cơ, thủng van hoặc vách tim, hoặc là chúng ta tìm có cái ổ áp xe. Đấy. Nếu thấy rõ sùi thì có thể chẩn đoán là xác định, nhưng mà không rõ sùi thì đôi khi chúng ta phải hẹn bệnh nhân, tức là khoảng 7 đến 10 ngày sau xem lại, hoặc chúng ta sẽ là làm các cái siêu âm thực quản cho nó phát hiện cho nó rõ hơn. Bởi vì có thể cái chùm tia siêu âm đấy nó không cắt qua những cái nốt sùi rất nhỏ dưới 2 mm chẳng hạn, thì chúng ta chưa thấy được. Đấy. Về cái chẩn đoán thì bây giờ cũng vẫn sử dụng là tiêu chuẩn Dick. Thì tiêu chuẩn Dick thì có cấy máu dương là tiêu chuẩn chính, là cấy máu dương tính. Thế thì mô tả cái tiêu chuẩn chính như này thì thế nào là cấy máu dương tính? Tức là phải cấy thấy cái vi khuẩn điển hình gây viêm nội tâm mạc nhiễm khuẩn từ 2 mẫu cấy máu riêng biệt. Đấy, một loạt các vi khuẩn mà tôi vừa mới đọc như thế này này. Đấy. Tại vì nếu mà mình thấy là có enterococci đấy nhưng mà không có ổ nhiễm khuẩn nguyên phát thì cũng rất khó, đôi khi nó là những các cái mà nó xâm nhiễm vào cái bệnh phẩm của mình. Đấy, cho nên là người ta phải định nghĩa như thế. Cấy máu dương tính, cái trường hợp thứ hai mà cũng có thể được khẳng định là cái tiêu chuẩn chính đó là cái cấy máu dương tính nhiều lần, từ 2 lần trở lên mới cái mẫu cấy máu lấy cách nhau trên 12 giờ, hoặc là 3-4 lần trong mẫu máu riêng biệt, mẫu đầu và mẫu cuối lấy cách nhau 1 giờ. Đấy, thì người ta có đôi khi người ta lấy mặc hàng loạt như thế, hàng loạt trong vòng 1 giờ người ta lấy 3-4 mẫu, 4-5-6 mẫu. Đấy, hoặc là 2 mẫu cách nhau 12 giờ. Đấy, thì là phải có 2 mẫu cấy máu trở lên hoặc 3-4 mẫu. Rồi, nhưng mà đối với trường hợp mà cái con vi trùng là Coxiella burgdorferi này thì người ta chỉ cần có 1 mẫu cấy máu dương tính thôi, hoặc là nó có cái kháng thể IgG là trên 1/800. Đấy, riêng cái loại vi khuẩn Coxiella burgdorferi này. Thế thì tiêu chuẩn chính thứ hai là hình ảnh tổn thương nội mạc. Đấy, nếu mà siêu âm tim mà thấy có xùi di động trong buồng tim này, hoặc là có áp xe, có giả phình hoặc giò trong tim này, hoặc là hở cạnh vòng van nhân tạo vừa mới xuất hiện này, hoặc hở van mới xuất hiện này, hoặc là trên cái PET CT hoặc là SPECT CT thì người ta thấy có một cái bất thường ở cái vị trí đặt van nhân tạo thì người ta cũng có thể cho là cái tiêu chuẩn chính được. Cái bất thường đấy người ta dùng cái từ chuyên môn người ta là hoạt tính bất thường quanh vị trí van nhân tạo, hoạt tính bất thường, cái này là nó có cái mới. Thế và các tổn thương cạnh van được xác nhận bởi
MSCT tim, đấy tức là những các cái sùi di động, áp xe giả tình hở cạnh vòng van, hở van vân vân, để xác định bằng MSCT tim. Đấy là những cái tổn thương mà người ta được xếp vào là cái tiêu chuẩn chính. Còn 5 tiêu chuẩn phụ là thứ nhất là có yếu tố nguy cơ hoặc là có tiên trích ma túy. Đấy, tức là có cái bệnh yếu tố nguy cơ. Sốt trên 38 độ, có bệnh cảnh mạch máu như là tắc động mạch, nhồi máu phổi nhiễm trùng, rồi phình động mạch hình nấm, rồi xuất huyết nội sọ và kết mạc, rồi tổn thương da nâu quay. Rồi có thứ tư là các dấu hiệu miễn dịch như viêm cầu thận, này, nốt ốt le, rồi vết trắng dạng rốt ở đáy mắt, rồi yếu tố dạng thấp. Và thứ năm là có bằng chứng nhiễm khuẩn như là cấy máu dương tính nhưng mà lại không đáp ứng được các tiêu chuẩn chính của một cấy máu dương tính, ví dụ cấy máu dương tính một lần ấy. Đấy thì cũng được đưa vào tiêu chuẩn phụ. Thế thì chẩn đoán xác định khi mà có 2 tiêu chuẩn chính hoặc là 1 tiêu chuẩn chính, 3 tiêu chuẩn phụ hoặc có cả 5 tiêu chuẩn phụ. 2 tiêu chuẩn chính thì vừa sùi van mà lại vừa có cấy máu dương tính thì đúng quá rồi đúng không ạ? Thế 1 tiêu chuẩn chính và 3 tiêu chuẩn phụ. Ví dụ như 1 tiêu chuẩn chính là bệnh nhân có sốt, có cấy máu có dương tính, trong các tiêu chuẩn phụ như là có đái da hồng cầu, rồi bệnh nhân có sốt, có bệnh lý là tim nguy cơ cao hoặc là làm các cái thủ thuật mà có nguy cơ gây viêm nội tuyến nhiễm khuẩn. Đấy. Và khi nào phải loại trừ viêm nội tuyến nhiễm khuẩn là loại trừ khi mà chúng ta có một cái chẩn đoán thay thế khác và trong dưới 4 ngày dùng kháng sinh thì các triệu chứng hết sạch, chả còn triệu chứng gì nữa cả. Và không có bằng chứng của giải phẫu của viêm nội tâm mạc nhiễm khuẩn trên phẫu thuật hay là giải phẫu bệnh, và không có tiêu chuẩn nghi ngờ ở các cái viêm nội tâm mạc nhiễm khuẩn như trên. Đấy, trên là bệnh nhân tim có sốt nhưng mà 4 ngày xong thì hết sốt, không còn cái dấu hiệu nào cả nữa thì chúng ta cũng có thể loại trừ. Về mặt điều trị thì cái kháng sinh điều trị viêm nội tâm mạc nhiễm khuẩn thì chúng ta phải có một số các cái nguyên tắc. Nguyên tắc thứ nhất là chúng ta lựa chọn kháng sinh theo kháng sinh đồ hoặc là theo kinh nghiệm như thế nào thì tôi sẽ có một cái phần nói ở dưới. Thế cấy máu trước khi sử dụng kháng sinh, và kháng sinh thì phải sử dụng đường tĩnh mạch. Hội nghị tim mạch của châu Âu năm ngoái đó, người ta cũng có một cái đưa ra là có thể sử dụng kháng sinh đường uống, nhưng cái này thì vẫn còn bàn cãi, và riêng ở trong Việt Nam thì theo tôi là chúng ta vẫn sử dụng kháng sinh theo đường tĩnh mạch. Đấy, đường uống có thể là thêm, ví dụ như là rifampicin trong cái trường hợp mà có viêm nội tâm mạc nhiễm khuẩn mà nghi là tụ cầu trên van nhân tạng, đấy thì ta thêm mà thôi, chứ còn thì dùng hoàn toàn đường uống thì tôi thấy là nó không có phù hợp, nhất là ở Việt Nam, hoặc là chưa phù hợp vì cũng chưa có cái thuốc nào mà chúng ta có thể uống mà nó vào được trong máu với cái lưu lượng của nó rất là ổn định để có thể diệt được cái vi khuẩn. Đấy, phải diệt được vi khuẩn chứ không phải ức chế sự nhân lên của vi khuẩn, phải dùng kháng sinh để diệt khuẩn chứ không dùng kháng sinh để kìm khuẩn. Thời gian điều trị khác nhau tùy thuộc vào mức độ nghiêm trọng của nhiễm khuẩn và vi khuẩn lây nhiễm, nhưng mà thường là điều trị từ 4 đến 6 tuần, hiếm có trường hợp là 2 tuần. Trong suốt cả cái thời gian mà tôi đi điều trị thì chắc là chỉ có một ca, 2 ca thôi. Đấy là những cái trường hợp mà nhiễm liên cầu alpha đấy, mà lại ở các cái vùng xa, đấy, vùng ít có những các cái kháng dùng kháng sinh này khác, thì người ta điều trị kháng sinh như là chúng tôi dùng các cái unaxin hoặc ocmantanh liều cao phối hợp với lại zantamicin trong vòng 2 tuần. Thế thôi, các bệnh nhân hết sốt khỏi về, hiếm lắm, những trường hợp rất là hiếm, mà thường thường vẫn phải từ 4 đến 6 tuần. Đặc biệt những cái trường hợp mà viêm nội tâm mạc nhiễm khuẩn ở những người nghiện ma túy chẳng hạn, nhiều khi không phải một vi khuẩn mà 2 vi khuẩn. Rồi là những cái trường hợp mà viêm nội tâm mạc nhiễm khuẩn van nhân tạo sớm rất là nặng luôn, và chúng ta phải dùng đến 3 kháng sinh và phối hợp với nhau. Đây là một số các cái ví dụ về các cái liệu pháp kháng sinh đặc hiệu. Đấy, chẳng hạn như là liên cầu viridan này, thì cái loại nhạy cảm với penicillin trên van tự nhiên. Đấy thì em thấy là nó có rất là nhiều các cái yếu tố để chúng ta dựa vào đấy để chúng ta chọn kháng sinh. Và một trong những cái yếu tố nữa là yếu tố chúng ta sẽ trải nghiệm, rèn luyện, chúng ta sẽ thấy được là cái kinh nghiệm của mình trên những các cái
loại bệnh lý, các cái loại vi khuẩn. Thực sự có những lúc bây giờ chúng tôi cũng cũng phải bí và phải mời các bên truyền nhiễm. Đấy, luôn luôn có một bác sĩ truyền nhiễm để mà người ta sẽ có những cái trường hợp đặc biệt thì mình phải mời người ta để người ta phối hợp với mình. Đấy thì vi khuẩn là tên là vi khuẩn gì này? Nhạy cảm với penicillin này không này? Van tự nhiên hay là van nhân tạo này? Đấy, chúng ta phải xét những cái vấn đề đấy trước khi cho bệnh nhân đấy. Thế nếu mà van tự nhiên thì liều penicillin là 1,2 gram mỗi 4 giờ và điều trị 2 đến 4 tuần phối hợp với gentamicin. Thế còn van nhân tạo thì 6 tuần đấy và cộng gentamicin. Đấy thì lưu ý là tại sao gentamicin là dùng 2 tuần là vì các em thấy là cũng có thể là sau 2 tuần mình thấy là cái chức năng thận của bệnh nhân nó vẫn đảm bảo và bệnh nhân cũng đang tiến triển tốt thì chúng ta cũng có thể cho thêm một vài ngày nữa, nhưng mà người ta thường không kéo dài bởi vì kéo dài là cái tác động của nó trên thận rất là nguy hiểm. Nhân đây thì cũng nhắc luôn là đôi khi chúng ta lại quá để ý đến những các cái kháng sinh, rồi bệnh nhân lại có bệnh tim nữa cho nên điều trị suy tim, rồi là nghĩ đến các cái bệnh van tim để xem là có chỉ định điều trị phẫu thuật hay không, lo lắng nhiều thứ lắm mà mình còn rất nhiều các cái bệnh nhân khác đấy, chứ không phải mỗi bệnh nhân này. Thế là quên mất cái vấn đề là dinh dưỡng. Thế là mình chữa xong cho bệnh nhân là bệnh nhân cứ suy kiệt tàn đi, bởi vì mình diệt con vi khuẩn cũng, cái kháng sinh đấy cũng tác hại trên người bệnh rất nhiều, đồng thời cả cái quá trình bệnh lý đã kéo dài âm ỉ trước đấy rồi làm bệnh nhân là suy nhược cơ thể không thể tái hồi được. Thế là song song với cái việc mà chúng ta điều trị các cái thuốc này, tôi luôn luôn nhắc là các em phải phối hợp về mặt ăn uống cho người bệnh. Giả sử như ở đây thì chúng tôi toàn là mời khoa dinh dưỡng lên đấy, rất quý khi mà có khoa dinh dưỡng, còn trước đây không có khoa dinh dưỡng là hì hục cùng người bệnh với người nhà người bệnh, là người bệnh thì dỗ để cho người bệnh ăn bởi vì bảo người nhà làm chuẩn bị rất phức tạp, rất khó khăn. Còn đối với người bệnh thì người nhà chúng tôi hướng dẫn cách làm sao nấu suốt thế nào đủ là cái lượng các cái lượng thực phẩm ra làm sao để có cả cái lượng đạm đủ, lượng calo đủ, lượng nước đủ để cho cái người bệnh có thể chiến đấu được với bệnh tật. Thế tại sao mà các tuyến cứ về cứ điều trị cũng đúng cả phác đồ các thứ rồi nhưng mà bệnh nhân cứ không qua khỏi được, hoặc là đến đây thì coi như cứ rời rạc ra mất rồi, thì chúng tôi là điều trị đi ngược quật ngược lại cái tiến trình là rất là khó khăn. Thế và kháng sinh lại không tuân thủ, có khi lại cứ cho như là tập trận với vi khuẩn ấy, cũng vừa cho vừa run thì bài thì cũng chả thuộc lắm, với bài này có khi lại cũng chỉ có là nói qua thế thôi, nó không nhấn mạnh gì. Thế đến gặp phải đúng bệnh nhân ấy là chết là cái chắc, là bởi vì lúc thì lại cho ra một kháng sinh, lúc không thấy được lại thấy vẫn cứ sốt mà người ta kêu ghê quá các thứ, bệnh nhân mệt quá thở hộc các thứ, thế là lại đổi cái kháng sinh khác, cứ như tập trận cho vi khuẩn ấy. Thế là đến lúc mà bệnh nhân là kháng tất cả các thuốc luôn, kháng té lên đây không biết làm thế nào cả nữa, thế là lại phải đi tìm các cái loại thuốc mà nặng để cho người bệnh. Thì và nữa là có khi bệnh nhân cũng hết tiền, đấy như là cầm chắc cái chết. Là vì vậy nên là chúng ta phải làm sao cho phán đoán cho nó đúng, và điều trị thì ngoài cái kháng sinh theo đúng bài bản, chúng ta phải xem là cho bệnh nhân có cái dinh dưỡng, đặc biệt là các cái chất dinh dưỡng dưới dạng súp, dưới dạng cháo, và có đủ nước cho người bệnh. Đấy, mặc dù người ta suy tim mình cũng phải lưu ý là đăng cái lượng nước tiểu xem như thế nào, rồi mồ hôi nữa chẳng hạn, để chúng ta sẽ bồi phụ cho người nhà mình bệnh nhân như nào. Cái này điều trị rất là toàn diện. Thế nếu mà bệnh nhân có kháng penicillin nhẹ thôi hoặc là kháng vừa phải thì chúng ta cũng có các cái loại để chúng ta sẽ điều trị theo, như đây cũng chủ yếu là liên cầu thì nó sẽ nhạy cảm với penicillin đấy. Và nếu mà bệnh nhân là dị ứng với penicillin mà dị ứng thì chúng ta phải sử dụng ngay vancomycin. Đấy, thế chúng ta cùng phải nhớ là bệnh nhân có nhạy cảm hay không nhạy cảm với penicillin, có dị ứng hay không dị ứng với penicillin, và có van nhân tạo hay là van tự nhiên. Cái tụ cầu thì cũng chia ra là nhạy cảm với methicillin đấy, hay là kháng methicillin, và trên van tự nhiên hay là van nhân tạo. Chẳng hạn những cái trường hợp mà nặng là những trường hợp
vừa kháng methicillin mà lại vừa trên van nhân tạo, thì người ta phải điều trị vancomycin phối hợp với rifampicin và phối hợp với zantamicin. Các em thấy không? Ba kháng sinh trong vòng 6 tuần và phải theo dõi rất là sát. Còn lại là những cái trường hợp mà tụ cầu là có thể trên van tự nhiên là người ta có thể dùng fluclosacin rồi, cứ cách cứ 2 gram mỗi 6 giờ, 2 gram mỗi 6 giờ tức là 8 gram đúng không em? Và trong 4 đến 6 tuần và cộng với lại phối hợp với zantamicin, các em thấy lúc nào cũng phối hợp cả. Đấy, nếu van nhân tạo thì là đây nó ưa cái là rifampicin đây này, 600 mg vẫn phải phối hợp với lại fluclosacin rồi là zantamicin. Đấy, cái này chúng ta đã phải dùng những các cái phê pha thế hệ 3 rồi. Đấy, còn Enterococcus thì chúng ta phải dùng, chúng ta vẫn dùng được cái penicillin, nhưng mà nó dùng với cái loại mà kháng penicillin mức độ vừa hoặc mức độ nhiều. Thế còn cái nhóm Haseq thì chúng ta dùng ceftriaxone trong 4 tuần trên van tự nhiên là 6 tuần van cơ học. Đó. Còn các cái loại vi trùng như là Cosela Bernetti này thì chúng ta phải điều trị kéo dài hàng năm, các em thấy không? Và dùng tetracycline, ví dụ doxycycline cộng một cái thuốc thứ hai là cotrimoxazone, rồi rifampicin hoặc là quinolone, và theo dõi cẩn thận các hiệu giá kháng thể. Đặc biệt những trường hợp này nếu mà phát hiện ra thì chúng ta phải mời bên khoa truyền nhiễm. Chúng tôi thì thực sự là chưa gặp một cái trường hợp nào mà có cái vi khuẩn nội bào này. Thế còn thế nào là theo kinh nghiệm? Theo kinh nghiệm thì viêm nội tâm hoặc nhiễm khuẩn thường là một cái chẩn đoán rất ư là lâm sàng. Và cần chẩn đoán viêm nội tâm mạc nhiễm khuẩn cho tất cả bệnh nhân có sốt kéo dài không rõ nguyên nhân và có tiếng thổi mới xuất hiện ở tại tim. Và đa số bệnh nhân thì phải bắt đầu dùng kháng sinh trước khi có kết quả lấy máu. Thì đấy, các em thấy là đôi khi mà 4 ngày thì có, nhưng mà có khi người ta vẫn âm tính, người ta vẫn phải theo dõi khi bình cấy chúng ta trong vòng 2 tuần cơ mà. Thế cho nên là chúng ta không chờ đợi đấy và chúng ta thường là dùng kháng sinh. Thế thì chúng ta dùng kháng sinh trước, kháng sinh theo kinh nghiệm, và chúng ta sẽ sau đó nếu mà cái bản kháng sinh đồ về thì chúng ta sẽ điều chỉnh theo kháng sinh đồ. Thế thì bây giờ dựa vào lâm sàng, dựa theo kinh nghiệm thì người ta sẽ dựa vào các cái đường vào để người ta phán đoán vi khuẩn này, dựa theo các cái kinh nghiệm, các cái chủng vi khuẩn ở mỗi cái địa phương mà hoặc là mỗi các cái cơ sở y tế mà người ta đưa tới. Thế rồi là cái đáp ứng lâm sàng của người bệnh rất là quan trọng, nên chúng ta phải xem hàng ngày, để theo dõi bệnh nhân hàng ngày. Ví dụ nếu mà khởi phát dần dần vài tuần thì người ta có thể dùng penicillin, benzin penicillin cộng phối hợp với lại zantamicin. Nếu khởi phát mà cấp tính trong vòng vài ngày đấy thì hoặc là tiền sử có đa chấn thương, có chấn thương da, có các cái dập nát này, da, thì chúng ta phải dùng fluclosacin cộng với zantamicin. Và có van nhân tạo sớm thì có thể do tụ cầu kháng methicillin, rồi là chính vì chúng ta sẽ phải dùng là vancomycin phối hợp với zantamicin và rifampicin. Và có sử dụng thuốc đường tĩnh mạch, tức là có cái đặt catheter tĩnh mạch hoặc là có các cái sông để đặt điện cực để đặt máy tạo nhịp vân vân đấy, thì chúng ta sẽ phải dùng vancomycin. Đấy, thế nếu mà cái vi khuẩn mà điều trị kiêm nhiệm khi chưa kết quả kháng sinh đồ thì benzathine penicillin thì có thể dùng đơn độc 4 tuần, hoặc là vancomycin ấy, hoặc là penicillin cộng aminoglycosid, hoặc là ceftriaxone thì trong vòng 4 tuần. Đây là những cái thuốc chúng ta có thể lựa chọn. Đấy là khi mà chúng ta dự đoán các cái loại vi khuẩn này. Thì cái này là làm sao mà các em chẩn đoán ra được, đừng ngó lơ bỏ đi mất, thì bệnh nhân thằng nào cũng có cửa để sống. Và lúc đó thì chúng ta sẽ dở bài ra, chúng ta sẽ xem các cái thuốc sử dụng như thế nào, hoặc là chúng ta có thể hội chẩn, có thể gọi điện thoại, có thể là trao đổi với những cái bạn bè, hoặc trao đổi với cô giáo, hoặc là trao đổi với lại những cái bạn chúng ta mà ở cái cơ khoa phòng truyền nhiễm, thì chúng ta thà nào cũng cứu được người bệnh. Nhưng cốt là chúng ta phải nghĩ đến thôi. Đấy. Thế khi theo dõi điều trị thì chúng ta sẽ theo dõi điều trị cái gì? Thì bệnh nhân cần được theo dõi điều trị liên tục để phát hiện là cái viêm nội tâm mạc nhiễm khuẩn này nó tiến triển thế nào. Đấy. Thì bệnh cảnh của nó thì các triệu chứng của nhiễm khuẩn thì có thể tồn tại sốt dai dẳng, và nguyên nhân của nó có thể là kháng thuốc,
có thể là nhiễm trùng đồng mắc, vì vẫn có cái đường truyền tĩnh mạch trung tâm, rồi có nhiễm trùng qua đường nước tiểu, rồi có những các cái tắc mạch nhiễm khuẩn ở các nơi. Thì sút dây dẳng cũng có thể do cái dị ứng với kháng sinh, thường gặp với lại penicillin, thì chúng ta lại thấy là giảm số lượng bạch cầu, tăng bạch cầu ái toan. Khi đó thì chúng ta có những trường hợp chúng ta thấy bệnh nhân cứ sốt mãi thì chúng ta lại thôi cắt sốt đi, cấy máu, cắt kháng sinh thì chúng ta cấy máu lại. Thì nhiều người lo sợ lắm, mà bây giờ bệnh nhân đang sốt thế, nhờ có kháng sinh thì các anh em cũng lo lắng như thế. Khi tôi còn điều trị cùng đấy, và thế này thì nó lại càng vàng vượng bệnh lên thì càng nguy hiểm, mà cũng không ngại ta cắt kháng sinh. Về mặt điều trị, các cái điều trị hỗ trợ chúng ta vẫn đầy đủ, lại nhắc lại là chúng ta phải cho bệnh nhân ăn uống đấy, vệ sinh sạch sẽ. Thế thì chúng ta sẽ thấy rằng là có khi bệnh nhân lại hết sốt, mà hết là hết tiêu tiền luôn đấy. Rồi chúng ta phải theo dõi tiếng thổi mới ở tim, hoặc là có dấu hiệu suy tim hay không. Rồi có những cái huyên tắc đấy, bắt mạch, thấy người ta đau mỏi ở chân, hoặc có những trường hợp bệnh nhân đau đầu lắm mà không có cái giải thích gì cả được cả, là đôi khi những cái trường hợp đó chúng ta cũng phải xem là cái có bị các cái tổn thương các cái mạch hình nấm ở trong não hay không, thì chúng ta hoặc là có những cái tắc mạch nhỏ trong não hay không, thì những trường hợp đấy đôi khi chúng ta phải đổi cái cách kháng sinh, làm sao phải có kháng sinh mà có thể thấm qua được hàng rào vào não như là cái ceftriaxone. Còn nếu không, chúng ta vẫn cứ sử dụng những các cái rất là mạnh khác như vancomycin hoặc đôi khi là fluoxacin, nhưng mà cuối cùng mà bệnh nhân nó vẫn cứ là tai biến rồi là có thể tử vong. Tôi cũng nhớ một cái trường hợp là bệnh nhân là trẻ con, không phải, nó cũng độ khoảng 16 tuổi, thì nó đau đầu rất là dữ dội và còn chuẩn bị cho ra viện, cũng thì đến lúc mà cứ viết giấy ra viện xong rồi hồi ra bệnh nhân của bác Dương là ở T7 đấy, xong là bệnh nhân cũng có bị tai biến mạch não thì rất là nặng. Rồi phải kiểm tra các cái vùng truyền tĩnh mạch hàng ngày, rồi thay đổi kim truyền ngoại vi 3-4 ngày là chúng ta phải thay đổi. Thế siêu âm tim thì chúng ta sẽ làm định kỳ như thế nào? Cái siêu âm tim thì hàng tuần, tuần làm để xác định đáp ứng điều trị, nhất là khi dấu hiệu lâm sàng nó thầm lặng và có sự phá hủy van và tiến triển của áp xe, rồi có sùi trong buồng tim. Và cái đầu, trong những trường hợp mà đầu đường truyền tĩnh mạch trung tâm đặt dài ngày, thường xuất hiện các cái fibrin có thể thấy trên siêu âm tim qua thực quản, khi đó nên thay đổi đường truyền và gửi cái đầu đường truyền để chúng ta nuôi cấy. Điện tâm đồ thì chúng ta để phát hiện có một lớp nhĩ thất hay không, hoặc có cái rối loạn dẫn truyền gợi ý cái nhiễm trùng lan rộng. Và điện tâm đồ thì đây là hàng ngày là nước ngoài thôi, còn chúng ta cũng có thể là làm hàng tuần hoặc là hàng ngày, khi mà chúng ta thấy bệnh nhân có các cái dấu hiệu như là bờ lốc nhĩ thất ấy, thì chúng ta phải làm đôi khi cấp 1 thôi, thì chúng ta cũng phải theo dõi đi, tùy từng trường hợp chúng ta làm hàng ngày. Về xét nghiệm vi sinh thì cấy máu lặp lại, đặc biệt chú ý nếu bệnh nhân vẫn còn sốt thế, và kết quả kháng sinh đồ cần làm các cái liều lượng, các cái nồng độ của thuốc để cho nó chọn liều thích hợp. Chú ý đến gentamicin là có thể gây độc tính ở tai nếu mà sử dụng kéo dài, ngày trước còn dùng streptomycin nữa cơ. Gentamicin, thế rồi là chúng ta sẽ xem. Rồi các xét nghiệm khác như là tổng phân tích nước tiểu thì chúng ta nên làm thường xuyên đấy. Đấy, đặc biệt nếu mà có cái hồng cầu liệu thì chúng ta phải làm để xem cái tiến triển của bệnh nó có hết đi hay không. Vì cái hồng cầu trong nước tiểu này nó cũng không phải là xuất hiện liên tục, nhưng có lúc nó lại xuất hiện thì chúng ta thấy là bệnh chưa ổn đâu. Đó. Rồi chức năng gan thận để chúng ta biết để sử dụng thuốc, hoặc là do cái nhiễm trùng toàn thân nó có ảnh hưởng đến chức năng gan thận hay không. Rồi theo dõi CRP, rồi máu lắng mỗi 2 tuần, để tổng phân tích tế bào máu thường xuyên xem hồng cầu nó có lên hay không. Vì một trong các cái tiêu chuẩn mà mình thấy bệnh có vẻ khá lên, nên là chúng ta sẽ cái thiếu máu gần như nó dừng lại, hoặc cái hồng cầu bắt đầu lên được 3 con số, đôi khi 100 đang từ 88 rồi là 90, xong rồi 95, xong rồi được lên 100 hay 105 hay 110, đấy là quý lắm rồi. Đấy, mình thấy như thế. Thế đồng thời là bệnh nhân lại hết sốt và bệnh nhân ăn ngon miệng trở lại. Đấy, và thấy tần số tim lại không nhanh nữa. Không nhanh nữa thì lập tức là quá chậm, thì có khi block như thế lại làm những tân đồ ngay. Nhưng mà chúng ta thấy là nhịp tim đã không phải 100, 110 nữa, mà nhịp tim đã xuống rồi. Đặc biệt cái dấu hiệu bệnh nhân ăn ngon miệng. Đấy, chúng ta thấy chứ còn thường họ rất là chán ăn. Với viêm nội tâm mạc nhiễm khuẩn cấy máu âm tính thì cái nguyên nhân của nó có thể là đã điều trị kháng sinh trước rồi, và vi khuẩn rất là khó nuôi cấy, ví dụ những các loại
vi khuẩn có nuôi cấy này, rồi có vi khuẩn nội bào. Nội bào thì cái máu làm sao thấy được, nó sống ở trong tế bào, nó không sống ở trong máu. Thì lúc đó chúng ta phải làm cái hiệu quả cụ thể. Rồi nấm, đấy là những cái vi khuẩn mà cái máu âm tính, các cái trường hợp viêm nội tâm mạc cái máu âm tính. Thế còn cái thể viêm nội tâm mạc van nhân tạo mà sớm thì tỷ lệ của nó dưới 100, dưới 1%, tức là 100 bệnh nhân mổ thay van thì có một bệnh nhân có thể bị viêm nội tâm mạc nhiễm khuẩn. Và cái nguyên nhân của nó rất hay gặp là tụ cầu rất hay gặp. Mà cái tụ cầu này thì các em lưu ý là cầm cái kết quả kháng sinh đồ của cái tụ cầu mừng lắm, vì nó cứ là nhạy cảm rất nhiều. Nhưng mà không hiểu vì lý do gì mà ở nếu mà ở trong phòng thí nghiệm thì thử kháng sinh đồ thì nhạy cảm, nhưng nếu ở trong con người mình thì cái con vi khuẩn đấy nó rất dễ kháng. Có khi trong một tuần đầu tiên nó rất ngoan, vi khuẩn chết là bệnh nhân đỡ sốt, nhưng mà đến ngày bước sang tuần thứ hai sốt trở lại luôn. Đấy, nó rất là dễ, cho nên là nó rất dễ kháng thuốc. Bằng các cái cơ chế này cơ chế khác người ta đã phân tích ra, nhưng chúng ta lâm sàng thì biết là dù có kháng sinh đồ, nói là vi khuẩn này rất nhạy cảm với lại tụ cầu này rất nhạy cảm với kháng sinh, chúng ta cũng vẫn phải cho hai kháng sinh, thậm chí ba kháng sinh phối hợp ngay từ đầu tiên, chúng ta có thể đánh nhanh và xuống thang, chứ chúng ta đừng có dụ dự là mất cơ hội của người bệnh đó. Nhất là viêm nội tâm mạc nhiễm khuẩn van nhân tạo mà lại sớm, tức là thay mà dưới 6 tháng mà đã bị rồi, chúng ta phải rất cẩn thận. Đấy, lúc đó là chúng ta phải đánh nhanh và xuống thang. Thì điều trị phần lớn là cần phẫu thuật sớm, thường có hở cạnh van, hở vòng van, áp xe và sốc tim, và tỷ lệ tử vong là 45-75%. Đấy, có những cái trường hợp mà chúng tôi làm siêu âm tim thấy ô thế là nó hở cạnh van rồi, nhìn cạnh van và giữa van, nhiều khi mọi người không phát hiện được, phải là làm quen. Nhưng mà nếu đã hở cạnh van lo lắm, nó lắm luôn, làm xong cái bạn siêu âm mới là ngất ngây luôn, đi tìm bác sĩ điều trị hoặc là nhắn tin hoặc ngay lập tức. Hở cạnh van ở đấy y rằng mấy ngày hôm sau là cứ to dần thế, là những cái trường hợp đó rồi. Mình không sớm, mình không đi trước bệnh một bước thì mình không còn bệnh nhân để điều trị nữa. Đấy là vì nó sẽ gây suy tim trái cấp, rồi đến lúc mà gây lên cơn phù phổi mà qua cả một đêm các em vật lộn với bệnh nhân, đến hôm sau thì phải mổ trong cái tình trạng đấy là rất là hồi sức, rất là khó khăn. Cho nên chúng ta cố gắng nắm được các cái chỉ định mổ ở những cái thời khắc nào để chúng ta đi trước bệnh một bước thì mới còn có bệnh nhân để mà điều trị. Viêm nội tâm mạc nhiễm khuẩn van nhân tạo muộn thì là cái tác nhân gây bệnh phổ biến là tụ cầu tan máu âm tính đấy, vân vân, tụ cầu trắng, rồi tụ cầu liên cầu viridang hoặc là enterococci, và yếu tố nguy cơ là có các thủ thuật xâm lấn và nhiễm trùng răng miệng. Điều trị thì xét phẫu thuật thay van, nguy cơ tử vong cao nhưng mà không cao bằng đến cái tử vong, cái tỷ lệ tử vong của cái viêm nội tâm mạc nhiễm khuẩn van nhân tạo sớm. Đấy, thì bây giờ chúng ta chú ý phẫu thuật cho viêm nội tâm mạc nhiễm khuẩn thì chúng ta phẫu thuật, chỉ định phẫu thuật là những chỉ định nào và ở những thời điểm nào. Đó, thì chỉ định thứ nhất là suy tim và tình trạng là cấp cứu tức là chúng ta phải trong vòng 24 giờ. Thế và cái trường hợp mà khẩn trong vòng vài ngày thì có chuẩn bị là trong vòng 1-2 tuần. Thế thì suy tim thì nó lại chia ra hai cái cấp độ. Cấp độ thứ nhất là viêm nội tâm mạc ở van động mạch chủ hoặc van hai lá với hở van cấp nặng, tắc nghẽn hoặc là giò hoặc gây phù phổi kháng trị hoặc choáng tim vân vân. Nếu mà thoát ra được thì ngày hôm sau cố gắng trong 24 giờ là tìm mọi cách này nọ, không gọi được đồng nghiệp thì phải gọi các thầy các cô hay là các lãnh đạo các thứ làm sao phải liên hệ cho cái người này một. Còn nếu không thì đêm hôm sau mà quay lại cái phù phổi thì bệnh nhân sẽ đi mất. Đấy, trong 24 giờ. Còn nếu mà viêm nội tâm mạc cũng ở van động mạch chủ hoặc van hai lá với hở van nặng hoặc tắc nghẽn gây các triệu chứng suy tim hoặc dấu hiệu siêu âm của dung nạp huyết động kém thì những cái này cũng có thể là chúng ta nó chưa có những các cái giò tắc nghẽn mà chưa có phù phổi kháng trị thì chúng ta cũng phải dưới cái tình trạng cấp cứu này, tức là cũng trong vòng được độ khoảng 2 ngày chẳng hạn thế, chứ dăm 3 ngày hoặc là 3 ngày đấy, vì đã có chỉ định rồi thì cố gắng đi sớm một bước. Thế thì đấy là cái trường hợp mà suy tim. Chỉ định thứ hai là nhiễm khuẩn không kiểm soát được, thì nhiễm khuẩn tại chỗ không kiểm soát được, chẳng hạn có áp xe rồi,
có giả phình, có giò rồi sùi tăng kích thước đấy, cách đấy độ khoảng một tuần thì còn chẳng thấy sùi đâu hoặc là rất là nhỏ, nói là nghi có sùi lún phún thôi, thế mà đến tuần sau đã thấy 10 mm rồi, thì nó tăng kích thước rất là lớn, mặc dù kháng sinh đổ vào trong cả 7 ngày như thế mà không những bé đi mà còn sùi lớn lên, thì chúng ta cũng phải mổ trong vòng 1 đến 3 ngày, đấy, trong vòng 3 ngày, vài 3 ngày thôi. Thế và đặc biệt là nhìn thấy có áp xe nữa rồi thì nó không kháng sinh nó không ngấm được vào đấy đâu. Thế rồi nhiễm khuẩn do nấm hoặc vi khuẩn đa kháng thuốc, rồi cái máu dương tính dai dẳng dù đã dùng kháng sinh thích hợp. Thế rồi viêm nội tâm mạc nhiễm khuẩn trên van nhân tạo do tụ cầu hoặc vi khuẩn gram âm ngoài các cái nhóm acid kia ra, thì chúng ta cũng sẽ phải là có mổ, không phải ngay lập tức nhưng mà chúng ta cũng có thể là chúng ta phải mổ rồi đấy. Cái thứ ba là chúng ta dự phòng tắc mạch. Cái chỉ định thứ ba của phẫu thuật là chúng ta dự phòng tắc mạch. Thì nếu mà cái sùi kích thước lớn trên 10 mm, bệnh nhân đã từng có những cái đợt viêm tắc mạch rồi, mặc dù dùng kháng sinh là cũng phải mổ đấy, rồi kèm suy tim rồi nhiễm khuẩn dai dẳng, tức là nó cộng đến những 2-3 cái yếu tố nguy cơ vào đấy, thì chúng ta cũng phải phẫu thuật cho người bệnh. Thế làm thế này, có cái bài này rồi thì cô cũng nhắc em là chúng ta cũng thấy là cái bệnh nhân mà chúng ta đang điều trị đấy, chúng ta cũng nên chia sẻ. Nếu mà chúng ta thấy rằng là chúng ta chẩn đoán rồi điều trị thì mình cũng chả kém gì, mình có thể là mình đọc sách rồi là mình thuộc bài rồi đủ các thứ, nhưng mà những cái huy động nguồn lực để chúng ta có thể thực hiện được những các cái chỉ định đấy thì cũng phải có các anh các chị đi trước, có các thầy các cô, các ban lãnh đạo, làm sao cho người ta mình thấy rằng là cái này rất là cần rồi mình cũng phải nói lên, đúng không đấy, chứ là không có lần trần nữa. Thế còn cái vấn đề dự phòng đấy, nó nặng như thế, nó nguy hiểm thế, thế mà dự phòng thì lại dự phòng được đấy, thì các em lưu ý là cái khuyến cáo năm 2015 của Hội Tim Mạch Châu Âu thì kháng sinh dự phòng nên được xem xét cho bệnh nhân ở mức nguy cơ cao đối với viêm nội tâm mạch nhiễm khuẩn. Đấy là những cái trường hợp nào, những cái trường hợp mà bất kỳ van nhân tạo nào, bao gồm cả van nhân tạo đã đặt qua ống thông hoặc có vật liệu nhân tạo dùng để sửa van, đặt qua ống thông ví dụ như là TAVI đấy, đúng không đấy, đặt vào động mạch chủ, đặt vào động mạch phổi đấy, chứ không phải chỉ có là các vật liệu nhân tạo, cả van nhân tạo đấy, và bệnh nhân đã có từng tiền sử viêm nội tâm mạch nhiễm khuẩn, và bệnh nhân tim bẩm sinh loại có tím hoặc là tim bẩm sinh có vật liệu nhân tạo mà đặt nhưng mà dưới 6 tháng là vẫn cứ coi như là chúng ta phải có phòng viêm nội tâm mạc nhiễm khuẩn. Và nếu mà đặt các cái dụng cụ, ví dụ vít thông liên thất, ví dụ vít ống động mạch mà nó vẫn còn sân tồn lưu, thì những cái bệnh nhân đấy chúng ta vẫn phải phòng viêm nội tâm mạc nhiễm khuẩn đấy, cứ còn sân lúc nào là vẫn còn phải phòng. Khi nào phòng đấy là cái đối tượng phải phòng. Thế còn khi nào phòng, có phải cứ ta khỏi cửa là uống kháng sinh đâu, đúng không? Thế thì khi nào, khi mà những bệnh nhân làm thủ thuật răng miệng đấy, thế còn các cái thủ thuật liên quan đến đường hô hấp, rồi các thủ thuật liên quan đến dạ dày ruột, ví dụ siêu âm tim qua thực quản vân vân, rồi các thủ thuật da và mô mềm, thì người ta không là kháng sinh dự phòng, nhưng mà người ta lại lưu ý thế này thì cũng là coi như là dự phòng thôi. Tức là nếu mà có viêm ta phải chữa trước đã, bởi vì những cái này nó không phải cấp là phải làm ngay lập tức đấy. Nếu mà có đang viêm nhiễm thì ai mà lại đem một người đang viêm nhiễm ra để mà làm siêu âm thực quản, đúng không? Viêm nhiễm cái đường thực quản ấy, làm siêu âm thực quản đấy, thì người ta có câu thế, hoặc là đang viêm nhiễm đường hô hấp ai người ta soi thế quản đấy, thì phải điều trị những cái đó. Thì chúng ta thấy là cái đỏ phía trên cô đấy này là chúng ta là cái mà trên lâm sàng rất hay gặp luôn, rất hay gặp, mà cái này nó lại là cái đường vào của vi khuẩn, nó rất là hay gặp mà lại chúng ta lại có thể là phòng được, nên chúng ta phải nhớ. Đặc biệt những cái người ở nước ngoài mà người ta thay van nhân tạo, mà người ta có một cái thẻ trong túi đấy, đi chữa răng hay đi chữa bất kể cái gì, hay là làm gì, người ta đưa cái thẻ ra là tôi có cái van nhân tạo, đề nghị lại cho tôi chữa răng thì cho tôi uống thuốc phòng hoặc là tiêm thuốc phòng đấy, bác sĩ tim của tôi bảo thế, thì người ta chợt nhớ ra luôn thôi. Chỉ cần nhớ đến cái bệnh đấy, gợi ý về cái bệnh đấy là lập tức chúng ta có cảnh giác. Và có cảnh giác là mặc dù chúng ta có thể mở ra chúng ta xem trong cái quá trình thực hành bệnh, hoặc là có thể chúng ta gọi các bạn bè của chúng ta
ở các cái chuyên ngành đấy. Thế thì đúng là đối tượng dự phòng rồi, thì bây giờ chúng ta dự phòng thế nào? Rất đơn giản là một liều duy nhất từ 30 đến 60 phút trước thủ thuật và không cần lặp lại sau thủ thuật. Người ta dùng amoxicillin 2 gram uống hoặc tiêm tĩnh mạch, và trẻ con là 50 mg trên kg uống hoặc tiêm tĩnh mạch nếu mà không có dị ứng với penicillin đấy. Thế còn nếu dị ứng với penicillin hoặc amoxicillin thì người ta cho clindamycin 600 mg uống hoặc tiêm tĩnh mạch ở người lớn và 20 mg trên kg uống hoặc tiêm tĩnh mạch ở trẻ em đó. Thì nếu chỉ đơn giản thế thôi đấy. Còn ngoài ra các phương pháp phòng bệnh không đặc hiệu này tưởng là đơn giản nhưng mà nó cũng rất là khó thực hiện, bởi vì nó thay đổi cái thói quen của mỗi con người. Nhưng mà chúng ta có những bệnh nhân rồi thì khi mà bệnh nhân ra viện, khi mà bệnh nhân thoát được cái thần chết, thoát được cái nguy cơ, thoát được cái hiểm nguy, chúng ta phải nhắc rất là kỹ đấy. Tức là những cái bệnh nhân là vệ sinh da và răng miệng thường xuyên hơi kỹ tính hơn những bệnh nhân khác một chút đấy. Thậm chí kể cả khi tôi nhắc bệnh nhân là nên móng tay cắt ngắn và không cắn móng tay và không giật, gọi có những người chỉ giật những cái móng tay nó còn một cái tí sơ đây, giật đấy, không để ý là nhiễm trùng đấy, những cái chín té như thế là nhiễm trùng mà đấy. Rồi vệ sinh răng miệng da rẻ thường xuyên, rồi là việc đi khám răng miệng tiến hành 2 lần mỗi năm đối với bệnh nhân có nguy cơ mắc bệnh cao, và hàng năm đối với những cái bệnh nhân là còn lại ít nhất 1 năm cũng phải 1 lần. Rồi tránh nhiễm trùng vết thương, rồi loại bỏ hoặc làm giảm các ổ mang vi trùng mạng tính ra nước tiểu. Nhiễm trùng vết thương nghĩa là này, có người bị khi gọi những các cái gọi là nốt ở mặt này, nặn các thứ ra chẳng hạn đấy, nếu chẳng hay như thế thì chấm một chút betadine vàng vào đấy chẳng hạn thì thấy nó lại xấu ấy. Nhưng mà chúng ta phải không để vi trùng, đặc biệt là nó ở vùng mặt này rồi tất cả các vùng ấy, có những mụn nhọt các thứ cũng phải thế, cũng phải điều trị rất là đúng. Khi có cái trứng cá thôi nhưng mà từ đấy gây ra những các cái rất kinh khủng. Có những người ngã xe máy rồi mà cũng viêm nội tâm mạch nhiễm khuẩn vì chầy chật cả cái da đầu gối lên, lúc vào thì cái da đầu gối gần như nó cũng không phải là gì nữa rồi, nhưng mà như vậy là vi trùng tụ cầu vì cái anh ấy lại bị thông cái thất hở van động mạch chủ đấy, từ cái nọ nó sang cái kia, mà anh chị em ta thấy là đến lúc mà thông lên thất không thôi, người ta mổ, người ta đóng lại rất là thông thường đấy. Hoặc là người ta có con người, người ta sống hòa bình với cái bệnh ấy suốt, nhưng mà cái anh ấy chỉ vì anh ngã xe máy thôi, tước cả cái đầu gối anh ra, đến lúc khi cái đầu gối khỏi rồi thì bắt đầu là cứ sốt hâm, đến lúc vào thì nó phá tanh vanh cả cái van động mạch chủ ra, suýt chết. Thế còn cái lỗ thông lên thất thì vừa phải điều trị kháng sinh cho nó đỡ hàng bao nhiêu tháng rồi, xong rồi thì mổ rồi thay van động mạch chủ, mà cái van động mạch chủ thay sau đấy là chúng ta phải dùng kháng đông rất nhiều các thứ nó sau đấy đấy. Đây này, không khuyến khích xỏ lỗ tai hay xăm chỗ nữa, những người ta dặn bệnh nhân rất là kỹ như thế, và đặc biệt nói là sốt thì phải đi gặp bác sĩ, không được tự dùng thuốc kháng sinh đấy. Đây là các khuyến cáo dự phòng kháng sinh, phòng ngừa nhiễm khuẩn khu trú và toàn thân trước các thủ thuật can thiệp tim và mạch máu, thì tôi cũng liệt kê ra đây. Nhưng thực ra là chị muốn nhấn mạnh với các anh các chị là cái nhiễm trùng về răng miệng đấy, thì nó là như vậy. Và đến đây là hết.